Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy Thánh Thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đặc ân hồn xác lên trời của Đức Trinh Nữ Maria không phải là đặc ân cao cả nhất. Lời nguyện đầu lễ cho chúng ta thấy điều đó. Chúa đã đưa cả hồn xác mẹ lên trời vì người là Trinh Nữ vô nhiễm và là Thánh Mẫu Con Chúa. Vì là vô nhiễm nguyên tội và không có tội gì khác, cho nên mẹ được đưa hồn xác lên trời. Nhưng thưa anh chị em, cái đặc ân cao cả nhất của mẹ Maria, nó bao gồm mọi đặc ân khác, đó là mẹ Thiên Chúa. Chính vì sống với tư cách là mẹ Thiên Chúa, đúng như Thiên Chúa muốn, cho nên mẹ Maria hoàn toàn đẹp lòng Thiên Chúa và được Chúa Kitô con mẹ đưa cả hồn xác mẹ về trời. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút về tư cách thánh mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, hay nói cách đơn giản hơn, mẹ Maria đã sống với tư cách là mẹ Thiên Chúa như thế nào để được hồn xác lên trời. Thứ nhất, mẹ Maria đã cưu mang lời Chúa trong tâm hồn trước khi cưu mang lời Chúa trong thân xác. Đó là lời Thánh Augustino nói. Theo truyền thuyết thì từ 3 tuổi Đức Maria đã dâng mình trong đền thờ. Suốt thời gian đó, mười mấy năm trời trong đền thờ, mẹ nghe đọc Kinh Thánh, nghiền ngẫm Kinh Thánh ngày đêm. Mẹ Maria đã là mẹ Thiên Chúa ngay từ những giây phút đầu tiên trong cuộc đời của mình.
Đó. Rồi tới lúc mà cưu mang đón nhận ngôi lời Thiên Chúa thì không chỉ có thân xác của mẹ mà cả hồn xác của mẹ cũng đón nhận ngôi lời Thiên Chúa đi vào. Nói cách khác, tức là lời Thiên Chúa đi vào tâm hồn, thân xác, mọi cơ năng, mọi chi tiết của mẹ. Và chính cái đó làm cho mẹ mỗi ngày một trở nên xứng đáng hơn với tước hiệu là Thánh Mẫu Con Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu khi người ta đến nói với Chúa rằng có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy, Chúa Giêsu trả lời ngay, Thánh Luca ghi lại: mẹ tôi và anh em tôi là những kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Câu đó trước hết phải hiểu về mẹ Maria. Tức là Chúa Giêsu muốn nói rằng cái việc sinh hạ ra Chúa Giêsu chưa cao quý bằng việc mẹ Maria lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Thường thường khi chúng ta nói tới mẹ Thiên Chúa là chúng ta ngay tới việc mẹ Maria sinh ra Chúa Giêsu. Đúng, nhưng mà không phải hoàn toàn đúng như thế. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng, người ta bảo, người bạn bà khen là phúc cho lòng giả đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm. Thì Chúa Giêsu chỉnh lại nói rằng đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Như vậy cái điểm trước hết, mẹ Maria sống với tư cách là mẹ Thiên Chúa là vì mẹ đã cưu mang lời Chúa trong tâm hồn và thân xác của mình, và cứ thế lời Chúa lớn lên trong mẹ, biến đổi mẹ từ vinh quang này tới vinh quang khác, thấm nhuần tất cả máu thịt của mẹ. Cho nên lời, chính lời Chúa làm cho mẹ xứng đáng hôm nay về trời cả hồn lẫn xác. Điểm thứ hai, mẹ Maria sống với tư cách là Thánh Mẫu của Con Thiên Chúa ở chỗ rằng mẹ kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu ngày đêm liên lỉ không ngơi bao giờ hết. Chúng ta có thể tìm ở cái bên ngoài một chút để chúng ta hiểu về mẹ. Người mẹ sinh ra đứa con thì đứa con đó là từ lòng giả của mình, máu thịt của mình mà. Nên người mẹ yêu quý đứa con, nhất là khi nó còn nhỏ đó, chăm sóc luôn luôn yêu lắm, nghĩ đến ngày đêm không bao giờ. Và trường hợp mẹ Maria, thân xác Chúa Giêsu là bởi máu thịt của mẹ. Rõ ràng trên cái mối liên hệ, người ta gọi là mối liên hệ hữu cơ giữa mẹ Maria và Chúa Giêsu nó có sẵn. Nhưng mà không chỉ bằng đó, mẹ Maria là hết lòng yêu mến Chúa Giêsu, và chính tình yêu đó làm cho mẹ luôn luôn gắn bó nên một với Chúa Giêsu, hiệp thông với Chúa Giêsu trong từng chi tiết, từng lời nói, từng việc làm, từng việc đi đứng của con mình. Mẹ theo dõi hết và luôn luôn hiệp thông với Chúa Giêsu, không lúc nào, ngày đêm cũng thế thôi. Bởi vì sao? Mẹ không thể nào mà không nghĩ tới Chúa Giêsu, không thể nào mà không sống cho Chúa Giêsu, không thể nào mà không thuộc về Chúa Giêsu Kitô. Tại sao tôi nói như vậy, thưa anh chị em? Bởi vì mẹ vô nhiễm nguyên tội. Vô nhiễm nguyên tội nghĩa là cái gì? Chúng ta chỉ hiểu đơn giản là không có tội. Tại vì mẹ trống không, mẹ không có gì, không có gì là của mình, kể cả bản thân của mình. Mẹ không bao giờ nghĩ tới mình hết, mà
trọn vẹn con người, cuộc sống của mẹ dành cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chiếm hữu hết con người của mẹ, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, cả hồn lẫn xác. Cho nên mẹ luôn luôn gắn bó, kết hợp nên một với Chúa Giêsu, hiệp thông với Chúa Giêsu hoàn toàn. Đặc biệt là khi đứng dưới chân thập giá, mẹ đứng đó không phải là chứng kiến, mà là trước hết là dâng con mình, đứa con do lòng dạ của mình, nó thịt máu của mình, mẹ dâng con lên cho Chúa Cha đúng như ý Chúa Cha. Và gì nữa không, mẹ không chỉ dâng Chúa Giêsu, mẹ còn dâng chính mình nữa. Bởi vì thịt máu của mẹ nơi Chúa Giêsu được dâng lên, cho nên chính bản thân mẹ cũng cùng dâng lên với Chúa Cha. Cho nên mẹ hiệp nhất với Chúa Giêsu trở thành một của lễ tuyệt vời, đẹp lòng Thiên Chúa, được gọi là đấng hiệp công cứu chuộc. Không phải là đồng công mà hiệp, hiệp công cứu chuộc. Gắn bó với Chúa Giêsu mọi nơi mọi lúc như vậy đó. Nếu mà tính từ vô nhiễm là từ lúc bắt đầu thành thai trong lòng thân mẫu Anna đó, cho tới giờ phút chết thì mẹ không có bao giờ một giây phút nào mà quên Chúa. Luôn luôn vì mẹ dành trọn cả con người, cuộc sống cho Chúa rồi, không còn gì cho mình, mà không còn cho mình nữa, cũng không còn cho thế gian, không cho bất cứ gì khác nữa. Thưa anh chị em, tôi chỉ mô tả vắn tắt, bởi vì nếu nói thì nói dài quá, không được. Đó là chúng ta chiêm ngưỡng hai cái đặc điểm về việc mẹ Maria được hồn xác lên trời với tư cách là thánh mẫu của con Thiên Chúa. Bây giờ cái chuyện của chúng ta hôm nay mừng lễ mẹ, cái đó mới là quan trọng. Trước hết là chúng ta, như đầu lễ cha chủ tế nói, chúng ta cùng với mẹ mà tạ ơn Thiên Chúa, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Đó. Cùng với mẹ tạ ơn, chúng ta tạ ơn vì chúng ta có một người mẹ quá tuyệt vời, không thể tuyệt vời hơn được nữa. Chúng ta hãnh diện, sung sướng vì có một người mẹ như vậy. Và người mẹ đó là mẹ của chúng ta đúng nghĩa. Vì sao? Dưới chân thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó tất cả mọi người cho mẹ Maria dưới cái giảng của người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến tức là người môn đệ nào cũng được Chúa Giêsu yêu mến, và tất cả những người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến đó được trao cho mẹ. Nhưng thưa anh chị em, không, mẹ Maria còn là mẹ của tất cả nhân loại nữa. Cho nên không có một người nào sinh ra trên đời này mà không phải là con của mẹ Maria. Mà vì là con của mẹ, mà đúng hơn nữa, vì mẹ được trao cái trách nhiệm để trông coi tất cả loài người đã được Chúa Giêsu cứu chuộc đó. Cho nên dù không cầu xin mẹ, mẹ vẫn chăm lo, chăm săn sóc mỗi người chúng ta. Khi nói đến đây đó, tôi nghĩ rằng là khi nói chung chúng ta đó, hầu hết đều có lòng yêu mến Đức Mẹ nhiều. Nhưng mà cái lòng yêu mến đó chưa tinh tuyền như mẹ muốn đâu. Tại sao vậy? Bởi vì lòng yêu mến Đức Mẹ gì mà lần nào cũng đến xin xỏ không? Chỉ có xin không thôi. Cứ xin hết ơn này đến ơn khác. Tôi vừa nói, không xin mẹ cũng ban ơn, bởi vì đó là trách nhiệm mà Chúa Giêsu trao cho mẹ. Chúa Giêsu chăm mẹ Maria, chăm sóc chúng ta như đã chăm sóc Chúa Giêsu, chắc chắn điều đó. Thì bây giờ làm sao? Cái điều quan trọng khi chúng ta yêu mến Đức Mẹ đó là noi gương bắt
trước mẹ. Anh chị em vui lòng nghe rõ, không phải là cầu xin mẹ, trước hết và trên hết là noi gương bắt chước mẹ. Về hai điểm tôi vừa trình bày, noi gương bắt chước mẹ, đến lượt mình cũng lắng nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa, không những ở thờ mà đọc ở nhà nữa, để rồi ngày đêm mình cứ mang lời Chúa trong tâm hồn của mình, và Chúa Giêsu cứ thế mà lớn lên trong chúng ta cho tới lúc đạt tới tầm vóc viên mãn như Thiên Chúa muốn. Điều thứ hai, chúng ta được tuyển chọn, được dựng nên, được sinh ra trong Chúa Giêsu Kitô. Kinh Thánh nói rất nhiều, tôi không thể trưng hết được, tôi trưng một chuyện thôi. Thư Ê-phê-sô chương thứ nhất câu 4. Trước cả thanh cả khi tạo thành vũ trụ, Người đã chọn ta trong Đức Kitô để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyền, thánh thiện. Và nhiều chỗ khác nữa nói chúng ta được dựng nên trong Chúa Kitô, được hiến thánh trong Chúa Kitô, thuộc về Chúa Kitô đó. Cho nên cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa Kitô không thua gì cái mối liên hệ của mẹ Maria với Chúa Kitô hết. Vì thế chúng ta thuộc về Chúa Kitô thì hãy noi gương bắt chước mẹ, để từ nay hướng về Chúa, sống cho Chúa. Bằng cách nào? Tôi đề nghị một cách rất cụ thể. Chúa Giêsu có cho chúng ta hết, chúng ta không phải mời Ngài đến đâu nhé. Luôn luôn có Chúa Giêsu ở trong chúng ta, không phải đồng hành, ở trong chúng ta, ngày đêm ở trong chúng ta. Bây giờ chỉ có một cách đơn giản, Chúa Giêsu ở đó rồi, là mỗi người chúng ta tự nguyện trao chủ quyền đời mình cho Chúa Giêsu, nghĩa là để Chúa Giêsu từ nay làm chủ con người, cuộc sống của mình. Mình không tự ý làm cái gì, không tự ý đi đâu, không dự tính điều gì mà không có Chúa Giêsu, không cầu xin với Chúa, không hỏi Chúa. Và hãy để Chúa Giêsu sống trong chúng ta, sống tất cả mầu nhiệm của người nơi trần thế, nơi con người, cuộc sống của chúng ta. Như vậy là chúng ta thuộc về Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn. Đó là noi gương bắt chước mẹ. Thưa anh chị em, chút nữa tất cả mọi người chúng ta hầu như thế sẽ rước lễ. Rước lễ là cái gì? Tức là đón nhận mình và máu Chúa Kitô, đấng yêu thương chúng ta đến cùng đó. Máu thịt của Chúa Kitô đi vào trong máu thịt của chúng ta và làm cho chúng ta sống. Nhưng mà thực tế thì sao? Rất nhiều người đi lễ, rước lễ hàng ngày mà chẳng thấy gì hết cả. Tại sao vậy? Vì họ yêu mến Chúa Giêsu ít quá, ít quá. Hãy yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn nữa. Hãy nhớ tới Chúa Giêsu, tìm cách làm đẹp lòng Chúa Giêsu. Hãy hướng về Chúa Giêsu, khao khát Chúa Giêsu. Mà nếu mà cần đó, nhờ mẹ đó, xin mẹ giúp chúng ta cái chuyện đó. Khao khát Chúa Giêsu, thành từ đó khi mà có tình yêu rồi đó, thì lời Chúa và mình máu Chúa đi vào chúng ta, từng bước một biến đổi chúng ta, biến đổi chúng ta theo giống như hình ảnh của mẹ Maria. Chúa Giêsu đấng đã biến đổi mẹ nên vinh quang tuyệt vời thế nào, thì cũng chính Chúa Giêsu đó, nếu chúng ta muốn để cho người làm, thì người cũng sẽ biến đổi mỗi người chúng ta đến lượt mình trở thành vinh quang hầu ca tụng Thiên Chúa bây giờ và cho đến muôn đời.